Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Ray nha. Và hôm nay thì anh em có thể thấy là Ray đang sử dụng vị tướng Captain America trong vị trí đi rừng nha anh em. Và đây thì anh chàng Blade đang định làm trò gì đây? Định qua cốp rừng à? Thì cô nàng Kaliswitz đã thấy rồi. Và giờ vô bụi cho cái khiên nè. Và đây định làm gì? Chày cối đánh luôn à? Nhưng không ngờ có thêm Kaliswitz nữa phải không? Và đây thì chắc chắn anh chàng Blade này phải lên bảng điểm số 5 rồi. Và đó là chiến công đầu dành cho Ray nha. Khá là thơm, ở giai đoạn đầu game chưa đầy một phút đã có chiến công đầu rồi anh em à. Và chiến công đầu thành cho vị trí đi rừng nữa thì là khá là ổn nha anh em. Thì có lượng tiền nè, ganh sớm hơn sẽ win sớm hơn thôi. Và đây thì ăn con bùa xanh này thì có thêm được phụ kiện hỗ trợ nữa anh em ơi. Cái phụ kiện hỗ trợ màu vàng này á sẽ triệu hồi được một số lính nha anh em. Và đây thì có hai con lính nè. Và điều đặc biệt á, hai con lính này sẽ đánh như hai con lính bình thường, gây sát thương ngay như hai con lính bình thường, nhưng không có tiền nha anh em. Bây giờ thì Ray sẽ nói qua về bộ kỹ năng của vị tướng Captain America này cho anh em nào mà mới tập chơi hoặc định tiếp cận với vị tướng này á, thì có thể dễ dàng chơi hơn nhé. Và đầu tiên trong bộ kỹ năng của vị tướng Captain America này đó là nội tại ngôi sao tự do. Với cái nội tại này thì Captain America khi sử dụng chiêu 1 là ném khiên á, sẽ được cường hóa đòn đánh thường. Và đây thì Ray sẽ quăng chiêu 1 cho anh em xem. Đó, khi anh em ném khiên có cái vòng vàng vàng đó thì nó sẽ tăng đòn đánh thường, tăng cái tầm đánh của Captain lên. Và Captain sẽ nhảy đến vị trí tên địch và gây ra hiệu ứng giảm tốc kèm theo là chón 0,75 giây. Và khi mà cái khiên quay về á, thì Captain sẽ nhận được sử dụng ngay được cái phán quyết chính nghĩa nha anh em. Và đây thì cốp rừng anh em à, lấy đi cái con bùa xanh này của tên bạn. Và Kaliswitz đã lấy được bùa xanh khá là lợi và còn thêm được phụ kiện bổ trợ đó là chạy nhanh nữa anh em ơi. Và đây thì chắc chắn là phải xuống ganh ở đường dưới này. Và đây thì có Vision nè, có Bruce, anh chàng dễ thương, anh chàng cây chắc chắn là phải nằm xuống rồi. Và nằm xuống rồi anh em à, và tiêu diệt được Groot. Và đó là điểm hạ gục thứ hai của đây nhá. Và giờ thì quay lại với bộ kỹ năng của vị tướng Captain America này thôi anh em ơi. Với cái chiêu 1 là ném khiên á, thì anh em sẽ quăng cái khiên của Captain ra. Cái khiên này sẽ bay đến vị trí của tên bạn và gây sát thương kèm theo hiệu ứng giảm tốc. Nếu mà dội được trúng tường á, trúng tường thì nó sẽ dội ra, nó phản xạ đi đường khác thì có thể trúng được tên bạn nữa nha. Và khi mà cái khiên á, nó sẽ vòng một vòng đi về. Và với chiêu 2 là phán quyết chính nghĩa thì Captain sẽ lướt đến và đấm liên tục hai nhát anh em à. Và nó sẽ, nếu mà trúng được tên bạn á, thì sẽ hồi máu nha. Và với chiêu thức cuối cùng là tiên phong adventure thì Captain sẽ lao đến một vị trí tướng địch tên bạn và hất tung lên. Và kèm theo là khi cái đường mà Captain đi á, thì sẽ có hiệu ứng là tăng tốc nha. Tăng tốc cho Captain và cả đồng đội nữa. Và khi đó thì Captain sẽ được miễn dịch hiệu ứng khống chế kèm theo với là miễn dịch sát thương 80% nha anh em. Và ở đường dưới này thì Groot của tên bạn chắc chắn phải nằm xuống rồi. Với số máu hiện tại là phải nằm xuống. Và điểm hạ gục dành cho Groot của team chúng ta. Và Groot trong tài khoa Legend phải có khác anh em ơi. Lâu lâu anh em mới thấy được khoa Legend đánh vị trí tăng cơ nè, đánh hỗ trợ. Và giờ thì quay lại rừng thôi anh em ơi. Farm mới có đồ, mới đi ganh được, mới xanh được anh em à. Và giờ phải ăn vào vị trí của con bùa đỏ này là điều đương nhiên rồi anh em ơi. Và ăn xong này chắc ra ganh anh em à. Và ở đường dưới này thì tên bạn đang tập trung rất là đông. Có Groot nè, có Vision, có cả thêm hút nữa. Vision đang sử dụng chiêu cuối trúng vào vị trí Groot của tên mình. Và đây thì ra ăn con ATM di động cái đã. Ôi, hút định làm trò gì vậy? Cho cái khiên nè. Và giờ thì Groot của tên mình đã nằm xuống rồi anh em à, với vị trí của Vision. Bây giờ thì Groot tên bạn sử dụng chiêu cuối rồi, chạy thôi. Chạy thôi Hawkeye ơi. Và Hawkeye đã sử dụng tiễn chim ưng để tẩu thoát rồi. Và ở đây thì anh em có thể thấy là Groot của mình hồi sinh rồi, đang ở giữa lòng địch và sử dụng chiêu cuối rất hợp lý. Và vị trí được nhắm đến đó là Vision. Vision đã nằm xuống, sát thủ dành cho Ray. Bây giờ là Hulk cũng phải nằm xuống rồi, double kill dành cho Ray nhé. Và đây thì Blaine lên làm gì đây? Blaine lên bảng điểm số nha. Triple kill dành cho Ray rồi. Chỉ còn anh chàng Groot tên bạn đang đơn độc ở cái trụ này và có thể tiêu diệt luôn hay không. Và giờ thì Groot tên bạn chắc chắn là phải nằm xuống rồi. Một điểm hạ gục nữa dành cho Ray. Bả trụ dành cho Ray rồi. Và cái trụ này chắc chắn cũng phải nằm xuống như Groot của tên bạn mà thôi. Và cái trụ ở đường dưới này chính thức đã sập rồi anh em à. Khi anh em đi rừng thì anh em phải để ý ăn những cái mục tiêu lớn nha. Và đây thì sẽ ăn con báo tím này nha. Và con báo tím này sẽ giúp anh em có thể tăng 15% sát thương vật lý kèm theo là sát thương năng lượng nha. Groot móc được hút rồi nè. Và giờ đánh vào hút luôn, sử dụng tiên phong Adventure luôn nè. Và giờ thì đã bị Groot em bạn khóa lại rồi. Và em Marot sử dụng cái chiêu gì đó rất là đau anh em à. Và Groot em mình đã hạ gục được hút rồi. Và giờ đây đã hy sinh rồi anh em ơi. Và tiếp tục và vị trí của Groot em bạn khá yếu máu. Và giờ đã nằm xuống vị trí của Hawkeye tên mình. Và giờ em Marot đã tiêu diệt được Hawkeye tên mình rồi. Và giờ thì là anh chàng Blade rừng tem của bạn đang gọi là vét anh em à, giết được Kaliswitz tên mình luôn rồi. Còn về phần trang bị á, thì Ray để lại phía góc bên trái ở bên dưới đó cho anh em tham khảo nha. Với cái bộ trang bị này thì Ray cũng đánh khá là nhiều lần rồi, thấy nó cũng khá là ổn nên là chia sẻ với anh em. Còn anh em nào có cái bộ trang bị nào mà tốt hơn á, thì hãy để lại bình luận bên dưới để cho Ray và mọi người đều biết nha, để có thể tham khảo, để có thể có những trận đánh tốt hơn. Bây giờ thì Groot của tem bạn đang ở đường dưới này mà đi khá là cao, không có trụ mà vẫn lên cao vậy thì tổ chức canh anh em ơi, bắt vào bắt lẻ vị trí Groot tem bạn. Và giờ Groot tem bạn chạy mất tiêu rồi. Và Groot đang núp trong lùm nè anh em ơi, và bị Groot tem bạn hất tung rồi. Và ở đây thì có vị trí Vision nè, sử dụng tiên phong Adventure luôn, hất tung lên. Và giờ thì Vision bật trạng thái vô địch chạy vào trong rồi, khá là khó chịu nha, bắt không có được. Và ở đường giữa thì Vision của team mình đã tiêu diệt hút team bạn rồi. Mấy anh chàng này trâu quá, chắc phải lên kiếm hào quang anh em ơi, bỏ qua giáp để còn đánh nữa chứ, trâu vậy sao mà chơi. Và giờ thì ăn con bùa xanh này cái đó. Từ nãy đến giờ thì anh em thấy Ray đánh vị trí Captain America thì anh em cũng cảm nhận được cái sức mạnh của vị tướng này hay chưa, thì hãy để lại bình luận nha, có mạnh hay không á. Và ở đây thì có em Marot nè, em Marot định làm gì đó cho bạn cái khiên nè. Và giờ thì cái khiên quay về rồi nhá. Và giờ thì lướt vô đây thử coi có ai ăn con bù xanh hay không. Ở đây thì cho Blade, chắc Blade thấy rồi, mình lướt chắc Blade thấy rồi anh em à. Ôi bị Groot móc vào à, chạy anh em ơi, chạy Hawkeye à, bị giữ chân lại bởi Groot anh em à. Và đây thì tên bạn tập cung cũng khá đông, hút lao vào rồi, hút khá là hổ báo. Và giờ phải trả giá nha bạn ơi, chạy đi đâu. Và giờ thì lên bảng đếm số nha. Và giờ thì ôi xem chút là bị mê hoặc rồi. Ôi Kaliswitz ơi, rất là hay. Và Kaliswitz đã sử dụng ti. Và Groot có chạy được hay không? Ơi tóc biến chạy rồi anh em à. Đem bạn giờ là thủ sâu ở ông trụ rồi anh em ơi, chắc phải là đẩy quái và lấy đi vài cái trụ thôi, chứ mà tên bạn kiểu như đây khó đánh lắm anh em à. Giờ farm con quái này cái đã. Bây giờ thì việc đẩy đường rất là quan trọng anh em ơi, đẩy đường để tạo lợi thế tất cả các đường còn lại nha. Tất cả các đường, ba đường lính phải đẩy lên cho cao, để mà khi chúng ta giao tranh ở đâu á thì tất cả các đợt lính còn lại á thì nó sẽ dâng cao lên và đẩy trụ nha anh em. Vậy mới chúng ta mới có được lợi thế. Nếu mà lính nó thấp, chúng ta thắng được combat, ăn được giao tranh á, thì cũng không có thể đẩy được trụ và phá được nhà của tên bạn đâu. Và Vision đi lẻ rồi anh em ơi, mới bị Blade tên bạn bắt rồi. Bây giờ thì Blade đang ăn rừng kìa. Bây giờ thì có bắt được Blade trở lại hay không ta. Giờ ăn con Sutu được không trời, có ai vào không? Tên mình không có vào anh em à. Việc ăn su tu mình cũng hơi là khó ở phút thứ 9 này. Và Blade ở đây thì định KS nữa hay gì á nên không thể đánh. Choán thử coi. Mà không được rồi. Blade chạy rất là nhanh anh em à. Ở đây thì có Groot đơn độc ở đây. Có thể bắt không ta? Bắt Groot lại đi anh em à. Có sự xuất hiện của Vision ở đây. Sử dụng tiên phong Adventure nè. Giờ thì chạy đi đâu? Bật trạng thái giờ tóc biến à. Dí theo nè. Và giờ là nằm xuống nha Vision. Và đây thì Hút định chạy à. Hút định chạy, đánh xong mà định chạy à. Giờ chạy đi đâu? Chạy lên quận nhá. Và đó là phối hợp rất đẹp của Groot team mình. Double kill dành cho anh chàng Hawkeye nhá. Và team mình đang có lợi thế anh em ơi, đã tiêu diệt được 3 người của team bạn rồi. Nhưng mà team bạn sắp ra nữa anh em à. Giờ thì phải ăn con su tu này, tập hợp ăn su tu anh em ơi. Về bây giờ vậy mới có lợi thế được. Vậy team bạn không có ra đâu. Team bạn còn đang thủ đường, Blade còn ở trên và Vision team bạn cũng đang ở trên. Và giờ là cơ hội rất tốt để chúng ta ăn con su tu này nhá. Rồi, Groot của team bạn đang ở đường trên, không biết có xuống đây không nữa. Rất là hay, Hawkeye của team mình đã tiêu diệt được Vision team bạn rồi. Giờ đã ăn được su tu rồi anh em à. Làm gì đó Groot. Groot rất là trâu anh em à. Giờ thì bỏ Groot luôn đi. Ôi hay vậy. Hawkeye team mình đã tiêu diệt được luôn cả Blade team bạn luôn rồi. Rồi Marot đã tiêu diệt Hawkeye team mình rồi. Như vậy cũng là rất là tốt rồi. Bây giờ thì triệu hồi con su tu ở đây, lấy đi cái trụ này rồi nhá. Và đây có sự xuất hiện của Groot team bạn, thủ cái trụ này hay sao? Con su tu to như thế này thì cái trụ còn có rất là một ít máu, đánh luôn một cái để cho su tu làm việc còn lại nha. Bây giờ thì team bạn phải thủ con su tu này, thì ra chắc là cướp tài nguyên team bạn thôi, cướp con bù đỏ này. Bây giờ team bạn đang thủ ở trụ rất là đông anh em ơi. Bây giờ thì đồng đội chúng ta chưa lên, phải chờ đồng đội chúng ta lên đủ rồi mới có thể giao tranh được. Và giờ công việc bây giờ của Ray đó là đi đẩy đường anh em à, để tạo lợi thế khi mà chúng ta mở giao tranh tổng nha anh em. Và ở đường dưới thì có Blade nè, có Hulk nè, thủ đường dưới rồi. Và đồng đội chúng ta lên đây cũng đã đủ rồi anh em ơi. Và giao tranh sắp sửa diễn ra. Và đây thì Groot team mình đã móc được Hulk team bạn, và Hulk team bạn đã mất đi cái tốc biến nha. Rồi chúng ta đang tập hợp ở đây khá là đông. Vision đang sử dụng chiêu cuối và trúng ai không. Kaliswitz nấp bụi chờ đồng đội chúng ta giao tranh là sử dụng ulti liền luôn đấy. Team bạn cứ thập thò ở ông trụ hoài. Bây giờ thì ăn con bụi xanh này luôn. Bây giờ giao tranh diễn ra chưa ta? Và giao tranh đã diễn ra rồi. Bây giờ là sử dụng tiên phong Avenger vào vị trí của Vision luôn. Vision nằm xuống nha. Và đúp vừa kêu dành cho Ray rồi. Tóc biến chạy ra nè. Và phải là lên đường trên thôi. Lên đường trên. Đẩy lính lên nè. Để lính đi vào thì có thể mới giao tranh được. Và sẽ lấy đi cái trụ ở đường giữa này luôn. Chơi không bạn ơi. Chơi không. Sử dụng tiên phong Avenger nè. Rồi Groot đi đâu nữa? Groot nằm xuống nha. Và phối hợp rất đẹp dành cho vị trí Kaliswitz cũng như là Groot. Và giờ thì team bạn rất là chật vật trong việc mà thủ đi cái trụ cuối cùng, cái nhà chính của team bạn nha. Giờ cái trụ cuối cùng của team bạn chắc chắn cũng phải nằm xuống rồi. Đợt quái này rất là nhiều. Và cái trụ cuối cùng của team bạn đã nằm xuống. Và giờ cái nhà của team bạn như cái sân bay anh em ơi. Muốn làm gì đấy, sử dụng tiên phong Avenger luôn nè. Vision chạy đi đâu và Vision đã nằm xuống rồi nha. Rồi Hulk cũng không ngoại lệ đâu, phải nằm xuống luôn rồi. Team bạn đã chết đi 4 người. Và cái trụ nhà chính của team bạn chắc chắn phải nằm xuống. Và clip của Ray đến đây là hết. Anh em nào thấy hay hãy cho Ray một like, một subscribe để ủng hộ kênh rồi nha. Bye bye anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo nha.